dập dìu điệu múa như cành liễu, ngừng hét gió xuân cũng ngừng sang. Điều tra bắt cướp là nghề của bất lương dân chúng ta. Khi dưỡng phong tình, quan chuyện bản thân, không có thành thị nào vĩ đại hơn Trường An. Hoàn thành một đĩa, không phận sự chuyển vào. Liệu có thái tử nào vô dụng hơn ta? Bảo vệ thái tử, chính chắn là học thành văn võ nghệ tận sức để hồi gia. Giai nhân khuynh thành, không rõ nàng muốn gì ai. Khi dưỡng phồn thịnh, hoan diệu vạn năm, không có thành thị nào. Hoàn thành trọng đĩa, không phận sự miễn vào. Thì ra nơi này không chỉ có trắng và đen. Lúc nguy cấp, ác có cách.
Lúc nguy cấp, ắt sẽ có cách. Cướp ngựa thì cứ cướp, sao lại giết nó? Lục Mi thông minh vậy mà. Đại huynh, thôi khí sẽ không phụ kỳ vọng của huynh. Bắt cướp là nghề của bất lương dân chúng ta. Trong thành Trường An, nếu nghĩa hiệp cứu người thì không sống lâu được. Ngươi đã phát hiện ra bí mật của bọn ta, xuống quan tiến đi. Bái tướng là chuyện nhỏ. Khóa. Ngươi hãy đánh bại ác ma trước đã. Công tử, tại sao lại đặt việc tiền đồ lên kẻ tử tù như Trương Thiệu Kinh? Để lấy được bản vẽ, dù phải bỏ mạng, ta cũng không tiếc. Không sợ gió lớn, ta thật muốn quay về Thảo Nguyên. Hùng ưng Thảo Nguyên, không sợ gió lớn, ta thật muốn quay về Thảo Nguyên. Đại huynh, hồi khí sẽ không phụ kỳ vọng của huynh. Lúc nguy cấp, áp sẽ có cách.